Cái vườn rộng thế nhỉ, vườn rộng quá, toàn cỏ thôi. Thôi đi làm xới sạch cỏ đi, xong là làm lại vườn mới được. Mày thế hôm qua lấy được bác cây, thế phải dựng lại cái vườn lên mới được. Lấy cuốc với dao đi đã. Biết hôm qua em Mai đi đâu thăm thấy đâu, biết hôm nay còn ở nhà không? Chắc hôm qua không phải là khu đón đi, chắc không phải. Ngày mai bây giờ ghét khu lắm rồi, chắc không đón đi. Không biết hôm nay em Mai có ở nhà không, là mình lên đây xem giúp được em làm cái gì không. Em thế nào, có nhà hay không, tiếp cận em Mai nhiều hơn, em Mai có cảm tình với mình. Cứ ngồi nhà này mà cu lên lại nói người ta linh tinh, em lại đi theo cu mất. Mình mặc thế này đi cũng ngại lắm, thấy cái quần xem em Mai đến sớm được, còn thì tí muộn em lại đi đâu mất được không gặp. Thank you.
mày thế nhỉ, hôm nay em ở nhà không biết em đang làm gì nhỉ. Đúng là xem em đang làm gì. Anh đang làm gì đấy? Em xới cỏ anh ạ. Xới cỏ à? Em xới cỏ này làm gì á? Em xới trồng rau anh ạ. Trồng rau? Vâng. Cho anh hộ nhé. Anh chắc là hộ với mẹ em làm gì anh? Không, ở nhà anh không có việc gì rồi. Mấy việc này cho anh không biết làm đâu. Không biết, em cũng chê anh. Cái gì mà anh chẳng biết làm đưa đây cho anh. Anh đi về nhà đi. Để cho anh hộ. Nhìn em làm vất vả. Anh có biết làm không ấy? Đưa đây, anh biết, không biết. Em bỏ ra. Cái này anh làm suốt mà. Những cái việc này anh làm được mà. Em có thấy anh làm việc bao giờ đâu. Thì em có ra đấy xem anh làm việc bao giờ đâu. Em phải ra đấy em phải đi theo anh thì em mới biết được anh có biết làm hay không. Anh làm được không? Được. Mà em lên nghỉ đi. Anh cứ cho em dựng mấy cái này. Ừ, em lên nghỉ đi. Em dựng mấy cái này. Em sửa lại cái đấy làm gì? Em dựng lại cái này để làm vườn đấy ạ. Anh có làm được không đấy? Anh làm được. Mệt quá thì yên tâm đi để em không làm. Không, anh làm được. Trời nắng quá nhỉ. Trời nắng thì em vào đi. Em lên nghỉ đi. Anh đội lon đi này. Không. Em đội cái này. Cái này em đội. Em có cái mũ này. Em người con gái mà. Anh con trai anh khỏe hơn chứ. Em có cái mũ này. Anh đội mũ này đi. Đội đi. Em đội. Em có mũ này rồi. Em đội đi. Anh đội đi. Nóng lắm, em đội đi. Em có cái mũ ở áo này rồi. Nóng lắm, này anh ấy đi, anh đội vào đi. Thế anh cảm ơn nhé. Anh đội vào đi. Anh em mệt quá thì anh nghỉ đi. Để em không làm. Anh làm được, anh làm được. Mà em làm từ nãy đến giờ là em mệt lắm rồi đấy. Em nên nghỉ đi. Ừ, em làm được mà. Hôm nay không biết làm gì nhỉ? Hết cả tiền tiêu. Không biết làm gì để kiếm ra tiền nhỉ? Mà hôm nọ mình giúp anh kia mà cũng không nhớ cả tên anh kia là tên gì nhỉ? Mà hôm nọ mình giúp ông này nhiều này mà ông đấy cho ít thế nhỉ? Hay là hôm nay mình lại đi hỏi xem ông này có cho thêm mình tí nào không mà mình cũng tiêu hết tiền rồi. Chỉ biết ông này giờ đang ở đâu cũng không nhớ tên mà cũng không hỏi tên nữa. Chỉ biết người thôi, hay làm đến giờ ở nhà cũng không làm gì, kiếm ra tiền thì phải đi xem ông này ở đâu. Mà hôm nọ mình giúp anh này nhiều như thế cơ mà. Nếu mà không cho mình thêm một ít, mình sẽ đi báo công an và mình sẽ nói chuyện này cho chị kia biết. Mình chắc cũng phải tính đi như thế mới được. Chứ giờ mình không có 1.000 nào tiêu, mình không ở được. Đi xem như nào. Nhưng mà giờ mình cũng không biết nhà ông đấy ở đâu nhỉ. Đi đường này thì không biết có gặp ông đấy không. Và cái này em xới cỏ rồi xong là em trồng cái gì? Em trồng rau anh ạ. Em trồng rau gì được đấy? Mùa này em cũng chưa biết là trồng rau gì được. Cứ xới cỏ lên đấy anh ạ. Mà em đã mua giống rau cái thứ rồi. Em chưa. Và bây giờ đi đường nào cũng không biết là gặp ông này ở đâu. Đã biết là bây giờ ông này mà giờ nghĩ ra rồi, chắc là ông này sẽ đi nhà cái chị kia rồi. Chắc hôm nay là anh này sẽ ở nhà chị kia chắc chắn rồi. Mình phải lên nhà chị kia mới được. Nếu mà anh này mà không cho tiền thêm mình thì mình sẽ nói cho chị kia biết. Thì mình phải đi mới được. Mà em hôm nọ hai cái bà kia ấy lên giấu em ấy, bây giờ còn lên không? Cứ hôm đấy là không thấy anh ạ. Không thấy lên rồi. Vâng. Bà đấy có đúng là vợ của anh Khu với lại mẹ vợ anh Khu không? Thấy cả
con nữa, cả con cũng gọi bố cũng không biết. Thế là chắc là phải đấy em ạ. Từ đấy em cũng không liên lạc với anh Khu nữa. Mà hôm nay em có bị đau lắm không? Không sao đâu ạ. Đấy lúc đầu đau đau hết rồi, sau về nghỉ ngơi lại đỡ. Anh về nhà cũng là anh lo lắng cho em lắm ấy. Hôm đấy may còn có anh lên ấy. Có lên đây không? À, xe ông này đây rồi. À, lại lên với chị này rồi. Mà cũng may hôm đấy anh lên kịp để giúp em anh ạ. Bởi vì anh cũng nhớ em hàng ngày ấy, nên là anh phải ngày nào anh cũng muốn lên đây thăm em ấy. May mà hôm đấy anh còn lên kịp không à, không biết họ đánh em đến nông nỗi nào. Ra là lên đây mà hai người này không biết làm gì, hội chị kia làm gì đây. Bây giờ mình phải đi đòi thêm tiền mới được. Mà thôi giờ mình đi vào thì chắc gì ông đấy đã đưa tiền luôn cho mình. Mà bây giờ cũng không biết là làm gì đây. Đi vào thì sợ ông đấy không cho, mà ngồi đây đợi thì cũng ấy quá. Thôi cứ tình hình cứ phải ngồi đây đợi xem thế nào. Ở nhà anh không có cái gì đâu em ạ. Mà hôm qua em đi đâu ấy? Hôm qua em đi tìm hoa quả để bán rồi. Nhá. Thế mà anh lên đây tìm em không thấy đâu. À, ngồi đợi tưởng em đi đâu một tí về anh ngồi đợi một lúc không thấy em. Hôm qua anh lên đây ạ. À. Sao lúc đấy em đi rồi. Hôm qua anh lên đây. Ông này làm gì đâu? Thế mà giờ này vẫn chưa ra nhỉ? Lâu thế, thế nên mình cứ ngồi đây đợi chứ. Ông này làm gì lâu thế mà giờ này vẫn chưa ra nhỉ? Mà không biết là giờ này còn cuốc cái gì ấy. Chẳng lẽ bây giờ mình lại vào đấy. Lâu thế. Ra đây thì vẫn còn cả đuổi mình về ông này mà. Chẳng lẽ bây giờ mình lại vào đấy. Gọi ra thì không ra. Cái bà kia bên đây làm gì? Bà đấy mình đây. Em ơi, em làm đi nhá, anh đi có tí gì không? Không tí anh lại quay lại. Thế anh có việc anh cứ đi đi. Anh đi có tí gì không? Vâng. Ủa, anh làm gì lâu thế? Em gọi em từ hôm nay giờ. Em đi làm gì? Thì hồi đấy hôm nọ em giúp anh ấy. Đứng đấy tí gì em kêu rồi. Gì? Thì đấy hôm nọ em giúp anh như thế, bây giờ em đang bảo anh để cho em thêm một ít. Bởi vì giờ em cũng sợ chị kia lại nhìn thấy. Mà bây giờ em cũng đang bí, cũng hết tiền rồi, em cũng còn tiền đấy anh xem. Bây giờ anh cũng hết rồi, anh không có tiền. Anh làm gì mà không có tiền, hôm nọ anh thuê em này. Hôm nọ anh đưa em đấy là anh đưa hết rồi anh hết tiền. Làm rồi gì mà anh hết tiền, bây giờ hôm nọ em vừa bị công an gọi lên xong. Bây giờ anh mà không cho em thì em cũng không hứa là em. Thế thì em đợi anh nhá, để từ từ thì anh về anh xem có tiền không rồi anh đưa lên cho em nhé. Sao mà bây giờ em đợi anh được? Bây giờ có hai lựa chọn, bây giờ anh không cho em thì em lại vào kia nói với chị kia. Không, đừng. Anh cho tiền em không trả tiền em nhưng mà. Thì anh có anh, thì anh lấy ra nhanh nhanh đi. Anh không có thì phải đợi anh. Cái anh này có việc gì bận mà đi nhanh ấy nhỉ? Chắc là anh đi về nhà luôn rồi.
Kệ ông, ông có việc bận ông đi về. Mấy gọi có ông ấy hộ được một lúc, mình cũng bớt đi bao nhiêu. Mình cố làm xong cái này đi. Em đi về đi. Bây giờ em không cần tiền anh như thế nào chứ, cho em đi. Bây giờ anh hết tiền rồi, em cứ đi về đi, xong thì anh đưa tiền cho nhá. Hôm nọ anh có một đống tiền đây, giờ anh. Anh dùng hết rồi, anh dùng hết rồi. Không, bây giờ em vào trong kia em nói với chị kia. Không, đừng. Em bây giờ đi về đi, tí anh đưa tiền nhá. Bây giờ mà anh không đưa tiền cho em thì em cũng. Thì anh về lo tiền á, thì anh về lo tiền. Gọi em lên xong ấy, anh tên nào chứ? Rồi anh biết rồi, anh biết rồi, xong bây giờ em về đi. Anh làm gì mà không có tiền, anh hết thiệt tiền luôn. Thế bây giờ em vào trong kia em nói nhá. Không, em đừng làm thế. Bây giờ em đi về đi, xong anh hứa là tí anh sẽ đưa tiền cho em. Anh không. Về anh tìm cách sáng nay để em kiếm tìm tiền đó. Em tìm anh mãi cả một buổi ra, bây giờ anh mà không đưa em lại vào kia bây giờ ấy. Em chả biết tí em mà vào em nói gì nhầm ấy. Em không giữ được. Em đừng làm thế. Thế bây giờ anh đưa tiền em xong em về anh, chứ. Anh không có tiền, bây giờ em đi anh về. Anh làm đi, gì mà anh không có tiền, không có tiền nữa, anh còn thuê em nào. Em hết cả tiền rồi đó. Em đi về đi. Không, em bây giờ em đang không có tiền, em đang cần tiền. Bây giờ anh không đưa em thì bây giờ em xuống dưới em cũng sợ em gặp công an ấy. Em không biết được em giữ được cái gì mà tí em nói ra đấy. Anh đưa tiền em xong em về giờ. Em đi về tí, anh hứa là anh sẽ lấy tiền lên cho em nhá. Anh về mà anh có kiếm tin tiền được không ấy, sáng nay em tìm anh cả buổi sáng giờ mới. Em cứ tin anh đi, anh không lừa em đâu. Em cứ đi về đi. Thế thì anh nhớ em, nhá. Em đi về đừng đi. Anh có lừa em nhá. Em đi về tí đi. Anh phải đưa tiền cho em nhá. Rồi. Em cũng đang cần tiền đây này. Em đang... đi về. Vâng. Tí anh đưa tiền luôn cho. Anh nhớ nhá. Rồi. Em về nhá. Anh nhớ nhá. Tí nhớ đưa tiền cho em nhá. Rồi. Anh này á mà không đưa tiền cho mình á, tí mình lên mách hết cho chị kia. Làm gì mà không có tiền chắc không muốn cho mình hay sao á. Tí đợi xem đấy. Tôi về nhá. Không biết là cái đứa này về chưa. Khổ thế nhỉ. Tự nhiên lại lên tìm mình hồi nay. Mày có em mày không nhìn thấy. Tí nữa là mẹ. Em làm nhanh đấy. Anh có chạy đây ra đây một lúc không? Anh về rồi. Không, anh chưa về đâu. Anh đi có tí việc. Anh có việc gì đấy? Anh không có việc gì đâu. Anh chưa về đâu mà. Thôi anh nghỉ đi, anh về nhà đi. Anh có việc bận đi thôi. Anh làm giúp một tí cho anh về. Em làm từ nãy anh thấy nóng à? Thôi anh ạ. Con nóng ấy. Thôi anh nghỉ đi. Thôi hay là em lên xem cho nghỉ đi. Thôi em làm nốt cái này cho xong anh ạ. Ừ, nốt xong là... Đây, xuống làm tiếp. Anh nóng quá. Anh nóng thì anh nghỉ đi. Để em làm nốt cái này cho xong này. Phải em lên nhà chị Mai đâu chứ? Không, Mai nào á? À? Em không biết đâu. Thế em không biết à? Không, em không biết đâu, em vừa đi xem nước ruộng về mà. Bây giờ em mới chuẩn bị về nhà đi lấy dao đi phát bờ ruộng mà. Thế anh cứ tưởng em lên nhà chị Mai chứ? Không, em không quen Mai là ai đâu. Thế anh đi đâu ấy anh ơi? Anh đi tuần thôi. À, anh đi tuần à? Ờ, chắc chắn là em không lên nhà chị Mai đâu. Chắc chắn mà em có lên nhà Mai đâu, em vừa đi xem nước ruộng ở đây này về mà. Vâng, anh đi nhé, em về đây. Còn đi lấy dao phát bờ ruộng. Bà có nói đúng không? Thôi, cứ đi tuần nào. Toát hết mồ hôi rồi em ạ. Nóng anh ạ. Nóng rồi. Toát hết mồ hôi rồi. Thôi anh nóng quá anh nghỉ đi. Anh thấy bình thường thôi. Nóng. Thấy khổ cho em thôi. Toát hết mồ hôi rồi. Sao rồi anh ạ? Em quen rồi ấy. Em cố làm nốt cái này cho xong ấy. Thôi để tí mát mát xong làm em ạ.
Giờ này nóng. Dựng nốt cái này lên xong là xới hết cỏ đi. Lấy rau gì để gieo anh ạ. Thôi anh đợi đi. Đợi cái này vào. Em đội đi, em đội đi. Em có cái áo đấy rồi. Em đội đi, em đội. Nắng rồi. Mà ông đấy chắc đi rồi. Mà mai lúc nãy mình không lỡ mồm nói nhầm cái gì đấy. Không thì lộ mất. Đang không có tiền mà ông này chắc lại lên nhà cái chị kia rồi sao ấy. Mày thật ấy, không lỡ mồm nói ra thôi rồi. Thôi em cũng nghỉ đi nhá. Anh xin phép anh về đây cũng muộn muộn rồi đấy. Ừ, em cũng làm nốt cái này xong rồi anh ạ. Thôi đừng có phơi nắng quá nhá em nhá. Anh cứ về nhà cơm nước cho bố mẹ đi. Anh đi về trước. Em cảm ơn nhá. Rồi mai anh lại lên nhá. Mà em nhớ nghỉ sớm nhá. Vâng, em biết rồi. Em làm nốt cái này xong. Thì tí lại làm phơi nắng lâu quá thì lại ốm ra đấy. Vâng, em làm nốt cái này xong em cũng nghỉ anh ạ. Nhớ nhá. Vâng. Nhớ nghỉ sớm. Anh có việc gì anh cứ về đi. Về cơm nước cho bố mẹ đi. Có ông Thái này lên hộ. Hộ mình cũng sắp xong rồi. Mình cứ nghĩ ông ấy không biết làm việc chứ nhỉ. Nói ra ông ấy cũng biết làm mấy cái việc này à. Chắc mình nghĩ sai về ông đấy rồi. Hiểu nhầm quá rồi. Kể ra ông ấy cũng tốt mà, cũng biết làm việc mà. Thôi mình cố làm nốt cái này xong rồi. Mà không biết là ông này bảo mình về trước thì có cho tiền mình không hay là lừa mình. Và một tí mà đến giờ nay mà vẫn chưa về. Mình thì đang cần tiền nữa. Hay là lừa mình thật đấy nhở. Đợi một tí xem ông đấy về không đã. Chứ không cho mình lại lên lấy tiếp. Xong rồi, giảm hết rồi, cho nó khô hết xong mình đốt đi nữa. Nắng quá, không nghỉ thôi. Bố ơi, đi đâu rồi? Mày thích hồ nhỉ?